A. A for alligator. A for alligator. Người đàn ông đang cho bầy cá sấu ăn. B. B for bear. B for bear. Hai con gấu đánh nhau tranh giành lãnh thổ. C. Cow. C for cow. Những con bò đang gặm cỏ trên cánh đồng. D. Dog. D for dog. Bác sĩ đang khám bệnh cho chú chó. E. Elephant. E for elephant. Người đàn ông đang tắm cho chú voi con. F. Frog. F for frog. Có một chú ếch đang ẩn mình trong đám lá. G. Goat. G for goat. Những con dê đang tranh nhau ăn cà rốt. H. Hippo. H for hippo. Có con kỳ nhông đang rình mồi trong đám lá. I. Iguana. I for iguana. Có con kỳ nhông đang rình mồi trong đám lá. J. Jellyfish. J for jellyfish. Bạn biết không, 90% cơ thể của sứa là nước. K. Kangaroo. K for kangaroo. Chuột túi kangaroo ăn cỏ, trái cây và sống ở châu Úc. L. Lion. L for lion. Bạn biết không, sư tử và mèo là họ hàng với nhau đấy. M. Monkey. M for monkey. Khỉ đang bắt giận ư? Không, chúng đang tìm muối để ăn đấy. N. Narwhal. N for narwhal. Ro răng phát triển thành sừng nên chúng được gọi là kỳ lân biển. O. Octopus. O for octopus. Bạch tuộc là động vật không xương sống, thân ngắn, mềm, hình oval. P. Panda. P for panda. Tre và trúc là thức ăn chủ yếu của gấu trúc. Q. Quail. Q for quail. Các loại hạt, sâu bọ là thức ăn chủ yếu của chim cút. R. Rabbit. R for rabbit. Các loại rau, củ, quả và hạt đều là thức ăn của thỏ. S. Snake. S for snake. Rắn là loài bò sát. Chúng ăn chuột, chim và các động vật nhỏ khác. T. Turtle. T for turtle. Rùa là loài bò sát. Thức ăn chính của chúng là rong và rêu, cỏ. U. Uriel. U for uriel. Cừu núi sống ở Trung Á. Thức ăn của chúng là cỏ và lá cây. V. Vulture. V for vulture. Kên kên là một loài chim chuyên ăn xác chết. W. Wolf. W for wolf. Chó sói là loài ăn thịt. Chúng chuyên đi săn theo bầy lớn. X. X-ray fish.
X for X-ray fish. Đây là một loại cá cảnh, tên gọi X-ray là do cơ thể rất sáng của nó. Y. Yak. Y for yak. Bò Tây Tạng có lông dài và sống chủ yếu ở Himalaya. Z. Zebra. Z for zebra. Ngựa vằn đặc trưng bởi các sọc đen trắng, chúng sống ở châu Phi. Các bạn ơi, chúng ta vừa cùng nhau học bảng chữ cái A, B, C thông qua tên gọi của các con vật. Bạn thấy video này có dễ hiểu không? Có thú vị không? Có hấp dẫn không? Nếu có, hãy ấn nút like và đừng quên ấn nút đăng ký để đón chờ những video mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Tạm biệt các bạn. Bye bye!